Chào các bác nha, lên cho bác một chiếc máy rửa bát Panatr5 nha. Đã vệ sinh spa sạch sẽ rồi. Đang chạy thử nhé. Đang vào chạy test. Đang chạy thử nha, hình thức máy rất là đẹp nha. Chạy ngon lành hết rồi. Mã của nó là Panasonic NPTR5, sản xuất 2012. Đã dọn dẹp test ok nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ qua số 0862594684 nhá. Chiếc này bên em bán với giá là 3,4 triệu nhá. 3,4 triệu. Dọn dẹp sạch sẽ rồi, về sẵn các bác sử dụng luôn này. Giá là 3,4 triệu con Panasonic NPTR5 này. Đây, bơm nước đang chạy này. Đấy. Sạch sẽ, đun nước nóng, rửa nước nóng 80 độ nha. Sẵn sử dụng luôn này. Giá là 3,4 triệu. Đấy, tiếp tục chạy. Ok, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nha.